Dạ, tôi Lê Thị Được, năm 60 tuổi, ở quận 2. Trẻ dễ sợ luôn trẻ ha. Quá, đẹp quá. Xì tai ghê ha. Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc, em 25 tuổi, làm dâu của mẹ được 5 năm và có con trai 4 tuổi. Wow. Ai thiết kế cái trang phục hôm nay đi tham gia chương trình vậy? Cái này là mẹ em mua, cái xong rồi ba em mua thêm cho mẹ em một bộ nữa. Là mẹ nam mai hai cái ni cùng ni như một bộ. Hai mẹ con mặc cùng một ni luôn. Đúng rồi. Wow. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô ấn tượng điều gì với cô gái này? Ông xã tôi thì ổng có về ổng nói là ổng để ý con bé đó đó. Tại vì cô nó bán cà phê, mới đề ra uống cà phê mới để ý con bé này nè. Mới về nói với tôi, nhằm cái bữa đó là sinh nhật của ông xã, thì cái cô nó nấu ăn cho nấu mâm đó, dâu tôi mới ra phụ. Ông xã tôi cũng lại nói với tôi là đây nè nó nè, là dòm đi đó, nó đó. Nhưng mà tôi dòm qua thì tôi thấy lùn giống tôi nữa, đẻ con lùn mập nữa mà đen nữa đó. Tôi phất lờ, tôi không nói tới. Nhưng mà ngày đó là sinh nhật mà người ta cũng giới thiệu với cho thằng con tôi 2-3 đứa lận. Đó, rồi cái ông xã tôi cũng tiếp tới, làm tới luôn. Mùng 2 Tết á, là ông xã tôi cũng nói đi không? Đi vô nhà của cái anh, ô cái con nhỏ mà hổm tôi chỉ không? Thì ông xã tôi, ông rủ thì cũng đi, nhưng mà trong bụng thì không có thích. Chưa có ưng lắm. Không có ưng lắm. Đi vô trong đó thì tôi nói với bà xui tôi á, tôi nói con trai tôi nó không có thích đẹp, thích giàu, nhưng mà nó chỉ thích là nấu ăn ngon thôi. Rồi con bé này nó về nó đi học nấu ăn. Ông xã ông làm tới cái tôi là tự nhiên sao tôi nín luôn, tôi chịu luôn à. Nhưng mà trước đó là anh chị có biết nhau chưa? Dạ chưa chị, lúc mà gặp nhau là cũng hai vợ chồng gặp nhau là lần đầu tiên luôn á. Nhưng có nghe trước là có ai làm mai làm mối gì không? Có nghe là bữa đó là tới gặp ông xã luôn. Nhưng mà chỉ là tới để phụ cô đặng đi theo nấu ăn thôi. Sau đó thì 29 Tết á, cho hai đứa nhỏ mà ghen hàng thập hai đứa nhỏ mà người lớn tùm quá trời, ba chồng rồi bạn của ba chồng ngồi xung quanh như nè, hai đứa nhỏ ngồi kế bên nhau đâu nói được gì đâu, tại người lớn không à. Bữa thấy mẹ chồng em sao? Trước đó mới gặp mẹ chồng là bữa sinh nhật ba, mẹ đứng tính tiền, mẹ bận cái đầm dài nè mà đeo vàng mà dòm như địa chủ vậy. Mà em sợ ơi là sợ. Bây giờ cũng đeo quá trời kìa. Ôi thôi ôi, quá đeo, đẹp đeo mà lấy. Có mỏi tay giùm luôn á. Sợ là sợ luôn, tại vì giờ mặt mẹ dữ lắm, mà người nghe người ta nói là mẹ ít nói nữa. Dám nhìn không? Nhìn thì dám nhìn nhưng mà không dám nói, không dám lại nói chuyện. Khi mà về nhà làm dâu thì thấy tự nhiên thấy hoàn toàn khác luôn, thấy mẹ thân thiện mà mẹ hiền nữa nên cũng đỡ sợ. Từ ngày nó làm dâu tới giờ là 5 năm rồi. Dạ. Mẹ con chưa có đụng chạm tiếng gì hết trơn á, tại vì mẹ cho con rất là hạp. Đi ăn chiều mà chồng nó chở đi ăn là mẹ con đi ăn, còn đi đám tiệc gì là con dâu tôi nó làm mặt làm gắn lông mi giả rồi cho tôi đi. Nó dép dài nó mà không có dép cao hay gì á, thì mẹ cho con mượn đôi dép cao này lặn con bà mang, thì coi như mẹ con có ni hạp lắm, không có cái chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà nó chỉ có là nó sợ ông ba chồng nó, hồi đó nó nói là ba chồng nó dễ, nhưng mà thật sự bây giờ rất là khó. Rầy hai đứa nhỏ mà không ở nhà rầy mà đi ra tiệm cà phê với quán nhậu á chửi, trong khi đó có anh xui ba nhỏ này về la tụi này. Nó buồn ba chồng nó cái đó thôi, chứ ngoài ra là tôi không có nói gì tôi hết. Nhưng mà nó có nấu nướng gì phục vụ cô không? Nó nấu nướng là dở lắm. Cũng có đi học hả? Đi học mà về nấu bữa đầu á, nấu mua cá người á về để vậy kho, chứ không có chiên, không có gì hết trơn á. Tôm á là cái gì mà làm ba cái khô mai á, quá trời ăn nổi luôn, bỏ luôn. Cũng có tâm. Ngộ lắm nha, ví dụ như em nấu món đó nguyên nhà chơi dở, nhưng mà ví dụ như bữa đó mà em cũng là em nấu, nhưng mà em nói cái đó món đó là mẹ nấu chứ không phải là vợ nấu đâu nha, là khen liền. Cái này là theo cảm tính rồi. Đúng rồi, mà ba chồng cũng vậy, mà em chồng cũng vậy luôn. Vậy là mốt mình nấu mẹ nấu hết.
Ông đâu có tình nữa đâu. Lâu lâu nó lần lâu thôi lâu chứ lần thôi. Rồi cái việc mà chăm sóc em bé, hai vợ chồng em muốn làm gì làm. Nhưng mà ví dụ như lâu lâu á thì ví dụ như em bới cơm ít quá thì mẹ nói sao mày bới cơm ít vậy, sao nó ăn à. Rồi mẹ chen nước lạt quá xong rồi nó ăn vậy thôi à. Nhưng mà mẹ chồng cũng dễ quá hả? Dạ mẹ chồng em dễ lắm. Rồi dọn dẹp trong nhà rồi có hợp nhau không? Coi như á tôi lên cái phòng của nó bày hay nó bài binh vậy đó, cái tôi nói dọn đi cái tôi xuống, lâu lâu cái tôi lên tôi kiểm tra nữa cũng bày hay y như vậy luôn. Hồi đó em ở nhà em á là con gái một thì cũng học phòng cũng bài hay nhưng mà cũng có người dọn, tới khi về nhà chồng á thì đỡ hơn, biết dọn dẹp hơn, mà gặp ngay cái ông chồng là ổng cũng bày hay y chang mình hồi xưa luôn. Rồi tới cái thằng con nữa cũng y chang luôn, là thế là thôi kệ đó, để đi mấy ngày dọn lần. Mà không hiểu tại sao mẹ chồng em thì rất là ít lên phòng em, khi cái phòng bày hay là mẹ lên mà phòng sẽ xéo đi xui xui. Tôi buồn con dâu tôi cái này nữa nè, chồng nó đi tới đâu ai cũng khen, ai cũng muốn là làm rể hết trơn á. Mấy người đó lại nói với nhỏ này, trời ơi mày có chồng vậy ngon quá, tao muốn vậy không được. Nó về nói mẹ, anh Nhân đi đâu họ cũng khen hết trơn á, tại họ không có ngủ trong chăn nên họ không biết chăn có rận. Mà nó nói ngay mặt tôi luôn. Người ta hay nói chồng em hoàn hảo đồ này nọ, mà lúc đó đang bực bội ổng nữa. Nói chung là mình phải sống với ổng thì mình mới biết được, chứ đâu phải là thấy ổng như vậy là ấy đâu. Em có gì không thích chồng em á thì em hay nói với mẹ, ý là nói thì nói vậy thôi chứ không nghĩ là mẹ buồn. Tại sao ai cũng khen chồng nó mà tôi thấy chồng nó chiều là chở đi chơi, mà tại sao nó còn ra thốt cái lời nói đó. Thành thử ra tôi cũng hơi buồn, nhưng mà cũng không là ra mặt mà cũng không có rầy luôn nữa. Chắc lúc đó bực mình quá vậy không? Thì cũng lâu lắm rồi, cũng mấy năm về trước rồi. Nhưng mà ảnh có cái tật xấu nào mà chị chưa từng nói với mẹ không? Không biết quan tâm tới vợ. Mỗi lần em muốn ổng quan tâm tới em á là em phải làm trận, làm thượng lên, rồi giận dỗi đủ thứ chuyện thì ổng mới chịu để ý tới em. Còn không thì thôi là... Rồi sau đó thì hai mẹ con là hòa nhau, không có chuyện gì hết, vui vẻ bình thường luôn. Không, 5 năm nay không có gì đụng chạm hết. Không có chuyện gì. Biết một bí quyết nào để đừng có chuyện nó xảy ra không? Hay là mình công trong nhà tôi á thì tôi có mướn hai ô xin. Rồi nên con dâu tôi nó cũng không có đụng tới mấy cái đó. Nó chỉ đi chợ ăn nấu bữa trưa ăn thôi, còn buổi chiều đi ra ngoài ăn không à. Thử không đi có. Không có hai ô xin đi. Đúng rồi. Rồi điều gì sẽ xảy ra? Đúng không? Em có thử tưởng tượng hình ảnh đó không? Đúng rồi. Nếu mà nhà có điều kiện hơn thì nó ít xảy ra những cái mâu thuẫn hơn. Dạ. Ha, chắc cũng không có bí quyết gì đâu ha. Không có bí quyết gì đâu. Dạ. Dạ. Nhà thì bình thường vậy thôi. Dạ. Mình có mong muốn thay đổi một điều gì không? Em thì cũng không muốn mẹ chồng em thay đổi gì hết. Nó cứ vậy là được rồi, đừng khó hơn. Cứ vậy là còn oxy. Còn ví dụ như hết oxy thì sao? Có đâu, tới đó thì tính sao, nhưng mà chắc không có vụ đó. Vậy mong rằng hai oxy đừng nghỉ. Dạ không biết là cô có mong muốn chị thay đổi điều gì đó không cô? Tôi thì cũng mong muốn cho vợ chồng nó hạnh phúc thôi, chứ còn hai vợ chồng nó sằng sặc hoài à. Nhưng mà nó không có cho tôi biết. Bây giờ là coi như bớt nhõng nhẽo lại với chồng. Chứ thằng chồng thì nó không có biết ga lăng nhiều. Thành thử ra còn chị này thì muốn ga lăng. Có nhiều người lạ, phụ nữ có nhiều người nói thôi chồng đừng ga lăng, bởi ga lăng cứ chăm sóc người khác hoài. Ga lăng sợ ra ngoài có người khác. Đúng không? Rồi, còn cô này thích chồng ga lăng hả? Rồi ga lăng đi để mệt cho coi nè. Rồi, cảm ơn hai người mẫu rất là nhiều nha. Thôi, hai mẹ chồng ôm nhau chặt cái nào thể hiện tình yêu thương. Tất cả mọi điều tốt lành, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.